và người được trao danh hiệu cao siêu con đấng tối cao. Nay Chúa ban trao ngai vàng David tổ tiên của người, người sẽ chỉ vì trên nhà Gia-cóp cho tới muôn đời. Ave Maria, Ave Maria, hỡi nữ chi rồi, vì có việc gì do quyền năng Chúa sinh tác không thành. Bye.
trời cao.